là cái con bị mẹ là bitch. Thành mày bất tử, ghét tôi là bất tử. Vì mẹ ôi cái con mù lờ. Mù lờ tiếng lên thì mình phải quy xuống. Đôi thằng phước lên như là giông bão cuốn. Thành mày bắp bên thì tôi lật thằng xuống. Cơn bạch hả vì u cờ, vì cái con cờ. Nghe chết này xong thì tôi mày khỏi đỡ. Ngày mày như cũng cắt mà ai thèm mở. Phút cơ mình lên thì nó sẽ cờ đó. Đứa nào đứng đau thì cũng đó là gió. Tiếng lên thì mình phải quy xuống. Đôi thằng phước lên như là giông bão cuốn. Thành mày bắp bên thì tôi lật thằng xuống. Cơn bạch hả vì u cờ, vì cái con cờ. Nghe chết này xong thì tôi mày khỏi đỡ. Ngày mày như cũng cắt mà ai thèm mở. Phút cơ mình lên thì nó sẽ cờ đó. Đứa nào đứng đau thì cũng đó là gió. Yeah, là lũ mơ mày tao phán dạo. Vào vậy là thế này này. Phải nhiều cái lũ con mẹ. Chửi chứ tao không phải khè. Thành mày có bao nhiêu chó thì cứ đem ra đây đi. Canh lúc mà mày không có bắt mẹ mày ra đâu con cho đẩy đến bể. Bi đủ mấy cái quét cho chú cho hồ. Tụi bay hồ tao sâu lạnh như hén tao bị vỡ lùa. Bi Việt Google, Việt cái mù lờ. Pháo vậy tao bắn thì tao bay quỳ lại xin thua. Cáo vậy tao viết mày là chó tao là vua. Mày là thỏ thì tao là rùa. Mày là cỏ thì tao là lúa. Mày là chó thì tao là chúa. Phá thân mày tao lên là vua. Tao nói thẳng nếu phải đù dẹp quét mày là mấy con chó hù một nước không thể hay dù pháo dây tao bắn thì mày biết ai thắng ai thua. Mày là gà còn tao vẫn là rắn, tao vẫn là mày còn mày vẫn là nắng. Rắn thì ăn gà còn mày thì cháy nắng. Đấu không lại tao cho phép mày vắng. Đụng đến mày thì mày để cờ trắng. Quay lưng đi thì mày ù ra cắn. Tao bên lạnh một thời gian ngắn. Thay mà công lý tao lật mày đi cho nó về được cân bằng. Quy tiến lên thì mình phải quy xuống. Đôi thằng phước lên như là giông bão cuốn. Thay mày bắp bên thì tao lật thành xuống. Cơ bay hả vì cu cờ, vì cái con cờ. Nghe trước này xong thì tao mày khỏi đỡ. Ngày mình như cũng cắt mà ai thèm mở. Phút cơ mình lên thì nó sẽ cờ đó. Đứa nào đứng đau thì cũng đó là gió. Mình phải quy xuống. Đôi thằng phước lên như là giông bão cuốn. Thay mày bắp bên thì tao lật thành xuống. Cơ bay hả vì cu cờ, vì cái con cờ. Nghe chết này xong thì tao mày khỏi đỡ. Ngày mình như cũng cắt mà ai thèm mở. Phút cơ mình lên thì nó sẽ cờ đó. Đứa nào đứng đau thì cũng đó là gió. Chán nói thiệt tao ngán và răng gai. Chán như thợ săn đi tìm mãi mà tìm không thấy thú, nhưng lại thấy thú khi còn viên đạn mà giết được vài con thú ngu. Bố mày thích đố chú cai chú đậu hỏi lại tụi mày có buồn không. Bài này đơn giản là thơ lãng mạn, không cần gọi bão và cuồng phong. I'm so fly, I'm so high. Mình không có bằng táo. Báo cáo đừng chảnh láo. Lấy trứng cho đá, bài này coi như là cảnh cáo. Yeah, yeah. Mở nhà mày lên để tao giải ủy. Lũ u cậu cu mở nạt để đó. Đêm nay tao bay toàn ở bạc. Rồi khi tao ra trách tao ra tao mở mạc cho. Đối với tụi mày tao không cần dùng tới cả hạt con. Lâu như vậy cũng đủ sức để tao đút cái con cặc vào mặt từng thằng đầu chó. Mà ốc thì chỉ bằng một hạt hai cho. Một lạng thịt bò như một mạng của tao giết 200. Cộng thêm một vạn địch chó. Nhắc đến tụi mày thì đến tao có cảm giác lạ. Chắc nó bị địch khó. Lũ gà tụi mày để ra trứng vịt tập nham. Thì để anh làm cho các em một nồi hộp vịt kho. Để các em biết thế nào là đối đầu với tụi anh địch to. Tiếng lên thì mình phải quy xuống. Đôi thằng phút lên như là giông bão cuốn. Thành mày bắp bên thì tôi lật thành xuống. Cơ bạch hả vì cu cờ, vì cái con cờ. Nghe chết này xong thì tôi mày khỏi đỡ. Ngày mình như cũng cắt mà ai thèm mở. Phút cơ mình lên thì nó sẽ cờ đó. Đứa nào đứng đau thì cũng đó là gió. Mình phải quy xuống. Đôi thằng phút lên như là giông bão cuốn. Thành mày bắp bên thì tôi lật thành xuống. Cơ bạch hả vì cu cờ, vì cái con cờ. Nghe chết này xong thì tôi mày khỏi đỡ. Ngày mình như cũng cắt mà ai thèm mở. Phút cơ mình lên thì nó sẽ cờ đó. Đứa nào đứng đau thì cũng đó là gió. Vì cu cờ quá đeo gặp, giờ thấy tao chắc bụng bụng tay chân. Giết tụi mày tao đeo cần chân tay. Hai tụi mày như đợt trời bung mây. Viết like rip thì còn rung bung tay. Bị đập một cái cho dây vòng tay nát. Thằng nào cũng rất là hậu bao. Cái con cá khi mà tao cắt vô thì nó nhốn nhau. Như là tài thiên tao sẽ đại náo. Thần thông quảng đại trong tao nó lại tôn trào. Tao giết hết cái nhà mày tuôn rào. Tao nghĩ cái web mày nên dẹp đi. Tụ hợp những con chó đâu có đẹp chi. Cơ mày phước sẽ là màu trắng. Nhưng mày như cất mà thích đăng. Yeah. Tao như con dung ngày xưa đầy chất thơ. Nhưng của mày bây giờ rùi bu tạp nhám đầy chất dơ. Mày cũng ngạc nhiên khi bọn tao phá thành quá bất ngờ. Tụi mày trở lại cũng đã có tướng nào dám phất cờ. Tao thở dài hít một hơi dù la thật to motherfucker. Mày cứ phải biết tao vì việc underground. Tụi mày mãi mãi nào mới đi tao. Chỉ đồng dân mày muốn học đòi lên tiếp cao. Nghe chữ cảm thấy ít sao. Phân cách mạng thì tụi mày thấy ít sao. Ý tao muốn chơi là chơi cho lát. Là chơi cho bớt. Tao không cần biết điều gì. Nghe đi khu đi không thật nghiệp không thương tiếc. Quý tiến lên thì mình phải quy xuống. Đôi thằng phút lên như là giông bão cuốn. Thay mày bắp bên thì tao lật thành xuống. Cơ bạch hả vì u cờ, vì cái con cờ. Nghe chết này xong thì tao mày khỏi đỡ. Nhìn mày như cũng cắt mà ai thèm mở. Phút cơ mình lên thì nó sẽ cờ đó. Đứa nào đứng đau thì cũng đó là gió. Mình phải quy xuống. Đôi thằng phút lên như là giông bão cuốn. Thay mày bắp bên thì tao lật thành xuống. Cơ bạch hả vì u cờ, vì cái con cờ. Nghe chết này xong thì tao mày khỏi đỡ. Nhìn mày như cũng cắt mà ai thèm mở. Phút cơ mình lên thì nó sẽ cờ đó. Đứa nào đứng đau thì cũng đó là gió.
cho mấy em nó biết đủ lượng cần cắp mắm và cây nào là để kịp với nước phân biệt ai trước ai đằng sau khi bị té thì phải đau đâu phải con bé chơi cờ lao cờ đã bị xé trên khúc màu ấy mày ở đâu thì mày chết ở đó còn với tao solo phải lần trời cho mong là sinh ra không một lần phải đạo khi cái chung bị đá thì cái đàn mày lao đao bắt từng con tại mày có mọi chuột tại mày chơi nhà bếp tao chỉ sao chân luôn không muốn cách chơi đảm đang một quen thù nếu tao quyết thật lòng là tụi mày đã bỏ cuộc có anh chàng gấp chứ không cần vòn và tớ nhấn mình chơi old school chỉ như cô tất mà anh thì đò người ta nói ảnh flow sơ phù nói chuyện gấp bố có cây tật khoái làm vui hãy buồn thấy thù nên con đồ mà anh đang bố thường có những lúc anh nằm nhà thù cùng thốn sợ bị đập nên ảnh đâu có dám coi thù để con gái mày lên giường rồi quăng cho mày mấy miếng xù anh hay còn tổ ra phim chỗ DNS đó chính là anh hơi lên chạch hay tài la nên ảnh làm gì cũng không có thành quý tiến lên thì mình phải quy xuống nếu thì phút bên như là giông bão cuốn thay mày bắp bên thì tôi lập thành xuống cơ bạch hả vì cung cờ vì cái con cờ nghe chết mày xong thì tôi ngoài khỏi đỡ ngày mày như cũng cắt mà ai thèm mở phút cơ mày lên thì nó sẽ cờ đó đứa nào tao thì đó là gió mình phải quy xuống nếu thì phút bên như là giông bão cuốn thay mày bắp bên thì tôi lập thành xuống cơ bạch hả vì cung cờ vì cái con cờ nghe chết mày xong thì tôi ngoài khỏi đỡ ngày mày như cũng cắt mà ai thèm mở phút cơ mày lên thì nó sẽ cờ đó đứa nào tao thì đó là gió biết với bọn tao đòi hỏi tụi mày phải có trên flow tao đi bộ tập như là thần phong đối diện với tao mày lên phòng thân mày cần không muốn cắt tay đổi hay một tay một cái thôi bước hết ra đầy đủ mẹ thằng nào chạy đốn cha mày tới đây ta đủ mẹ thằng nào tự nhận cầm cờ cái đám với chu ghi thì bước ra đây lấy mặt mày đối diện với tao đi còn đám chó nào mà thì thôi bấm đi thằng quy đi có ngon thì bước lên mày mà xin trước mặt của tao thêm lần nữa cái con đĩ mẹ mày lại quay cái con gà biết vì con gà mày biết tụi mày nhỉ tao đưa cái tả tụi mày là chó chó sao chạy vào thành phố tụi mày biết rằng tao là ai là thế bóng mày còn mày là con của tao mày tưởng mày ngon lắm sao đĩ mẹ mày là con bố láo tao không cần biết tụi bay là ai chỉ cần đừng để tao ghé tao để ý bất cứ thằng nào trong đám tụi mày hãy bước hết ra đây bà co tầng tầng cho tao chết hôm nay sau lưng kiếm chuyện đâm chọt dẫn đến chia rẽ tình anh em chơi hàng đổ máu âm đau về nhà gọi công an mà cứ bước ra đây đừng bước ra đây thằng chó phi đi quy tiến lên thì mình phải quy xuống đâu thì phút lên như là giông bão cuốn thay mày bắp bên thì tôi lập thành xuống cơ bạch hả vì cung cờ vì cái con cờ nghe chết mày xong thì tôi ngoài khỏi đỡ nhảy mày như cũng cắt mà ai thèm mở phút cơ mình lên thì nó sẽ cờ đó đứa nào tao thì cái đó là gió thì mình phải quy xuống đâu thì phút lên như là giông bão cuốn thay mày bắp bên thì tôi lập thành xuống cơ bạch hả vì cung cờ vì cái con cờ nghe chết mày xong thì tôi ngoài khỏi đỡ nhảy mày như cũng cắt mà ai thèm mở phút cơ mình lên thì nó sẽ cờ đó đứa nào tao thì cái đó là gió.